Tại sao gấu nâu cọ sát vào cây? Hành vi múa quột ở gấu nâu là gì? Nghiên cứu mới cho thấy hành vi trà sát cơ thể vào thân cây hoặc cột trụ ở gấu nâu giúp chúng hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình. Cụ thể, đối với gấu nâu đực, mỗi lần chúng thực hiện hành động này ở các địa điểm khác nhau làm tăng cơ hội bắt cặp với bạn tình lên 1,38 lần. Trong khi đó ở gấu cái, số lượng con non được sinh ra cũng tăng khoảng 1,55 lần. Điều này cho thấy hành vi trà sát cơ thể của gấu có liên quan đến mức độ thành công trong giao phối và sinh sản. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng chúng làm như vậy chỉ để gãi ngứa và xua đuổi côn trùng. Qua đó con gấu trà sát nhiều hơn dường như có tình trạng sức khỏe tốt hơn, hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình. Tất cả gấu nâu đều thực hiện điệu nhảy này. Chúng cọ lưng vào thân cây, dậm chân và để lại mùi hương, thứ giúp những con gấu khác xác định danh tính và vị trí của chúng.